Miss Grand International 2023 náo loạn vì Thiên Ân quá hot, Lê Hoàng Phương có thái độ lạ. Ngày 9 tháng 10, sầu diễn Beachwear Fashion Show trong khuôn khổ cuộc thi Miss Grand International 2023 đã diễn ra tại Hạ Long, Quảng Ninh. Tại đây, 70 thí sinh từ khắp thế giới sẽ trình diễn thời trang với những bộ cánh đi biển. Hoa hậu Thiên Ân cũng có mặt tại sự kiện, cô đảm nhận vai trò MC thảm đỏ cùng với một thành viên thuộc ekip Miss Grand International. Người đẹp chọn layout tóc búi thấp kết hợp cùng đầm quây, cúp ngực màu nude. Hoa hậu Đoàn Thiên Ân diện đầm cúp ngực dạng corset bó sát phần eo đem lại cảm giác gợi cảm. Tuy nhiên, một số người cho rằng màu của chiếc váy khiến làn da của mỹ nhân quê Long An bị chìm hơn. Qua ống kính cam thường, nàng hậu được khen ngợi đẹp phúc hậu với gương mặt khả ái đầy đặn. Dù Thiên Ân khá hiếm hoi làm MC, nhưng tại show diễn của Miss Grand International 2023, cô lại thể hiện chuyên nghiệp và tốt hơn so với mong đợi của khán giả. Bên cạnh những lời khen, vẫn có một số ý kiến trái chiều về hình thể lẫn trang phục của người đẹp. Tuy nhiên, Đoàn Thiên Ân vẫn giữ được tinh thần lạc quan và theo đuổi phong cách mà mình yêu thích. Đoàn Thiên Ân sinh năm 2000, quê tại Long An, cô đăng quang Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2022 và đại diện quốc gia tham dự Hoa hậu Hòa bình quốc tế cùng năm. Người đẹp lọt top 20 chung cuộc cùng giải thưởng Country Power of the Year. Cô được xem là nàng hậu có thời gian chuẩn bị dự thi quốc tế ngắn nhất lịch sử nhan sắc Việt. Thiên Ân chỉ có 3 ngày để hoàn tất váy áo và các kỹ năng để chinh chiến Miss Grand International. Tháng 9 năm 2023, Đoàn Thiên Ân trao lại vương miện cho Lê Hoàng Phương. Trong khi đó, tại sự kiện Việt Nam Beauty Fashion Fest 6 VBFF 6 trong khuôn khổ cuộc thi Miss Grand International 2023, Lê Hoàng Phương, đại diện Việt Nam và hơn 70 người đẹp đến từ khắp nơi trên thế giới có màn trình diễn thời trang ngoài trời trước đông đảo người dân địa phương và khách du lịch quốc tế. Trò chuyện với phóng viên Dân Việt trước thềm sự kiện diễn ra, Hoa hậu Lê Hoàng Phương hào hứng cho biết: "Tôi rất vui vì mình có cơ hội được chia sẻ với các bạn thí sinh đến từ khắp nơi trên thế giới về đất nước Việt Nam, đề cập đến kết quả trượt top 6 phần thi người đẹp áo dài trong khuôn khổ cuộc thi Miss Grand International 2023. Người đẹp gốc Khánh Hòa từ chối chia sẻ về điều này. Cô muốn tập trung cho phần trình diễn tại sự kiện Việt Nam Beauty Fashion Fest 6 cùng dàn thí sinh. Trước đó, ban tổ chức Miss Grand International công bố trên fanpage chính thức top 6 người đẹp áo dài gồm Miss Grand Myanmar, Miss Grand Thái Lan, Miss Grand Peru, Miss Grand Venezuela và Miss Grand Cộng hòa Séc và Miss Grand Nigeria. Phía ban tổ chức Miss Grand International cho biết tất cả các phiếu bầu đều được tính từ những người theo dõi trên trang Instagram chính thức của cuộc thi Miss Grand International 2023 được đăng cai tại Việt Nam diễn ra từ ngày 3 tháng 10 đến ngày 25 tháng 10. Là đại diện Việt Nam tại cuộc thi quốc tế năm nay, Hoa hậu Lê Hoàng Phương đã thể hiện sự nhiệt tình khi giao lưu và kết nối các thí sinh là đại diện đến từ các quốc gia khác nhau. Trong 2 ngày đầu tiên tại Hà Nội, nàng hậu đã làm quen với nhiều đại diện như Úc, Singapore, Thái Lan. Cô tự tin chia sẻ về văn hóa Việt Nam cũng như giới thiệu về những món ăn đặc sắc của nước nhà đến bạn bè quốc tế. Sự nhiệt tình mến khách của Lê Hoàng Phương khiến cho dàn hậu các nước yêu quý. Đặc biệt, cô còn dạy tiếng Việt và những câu chào thông dụng của người Việt cho những vị khách nước ngoài. Hoa hậu Hòa bình nước Anh đã dành lời khen ngợi về khả năng tiếng Anh của đại diện Việt Nam. Lê Hoàng Phương cho biết cô chỉ mới học tiếng Anh trong vòng 6 tháng, điều đó khiến nàng hậu nước Anh bất ngờ. Không chỉ khả năng giao tiếp, kỹ năng catwalk, phong cách thời trang của nàng hậu cũng được đánh giá cao tại cuộc thi. Chỉ trong vòng 1 tháng tập luyện và chuẩn bị, Lê Hoàng Phương đã cho khán giả nhìn thấy sự chỉn chu, chuyên nghiệp của mình khi đến với đấu trường nhan sắc quốc tế.